sinh ra làm con phải biết hiếu thảo, mẹ cha sinh thành dương dụng ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều, nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng. Hai mươi bốn gương hiếu thảo. Tập 6. Dấu quýt cho mẹ. Lục Phủ, cuối đời Đông Hán, Lưu Giang, phủ đệ thái thú. Nè, khoan đã. Thiếu gia, chuẩn mực của cha ta và Điện Nhi ta đâu phải người không biết, sao còn vội vã như vậy, chẳng ra thể thống gì hết. Thiếu gia bất giận, lúc nãy ngoài cửa có một kẻ ăn xin tìm đến, tiểu nhân không biết cách nào để đủ đi nên mới... Nhà ta có quy tắc, nếu có ai đến khất thực thì cho 3 ngày lương thực và một chút ngân lượng. Ngươi cứ như vậy mà làm theo là được, cần gì phải vội vã chứ. Thiếu gia, quy tắc trong nhà dĩ nhiên là tôi hiểu, nhưng người này không phải người bình thường. Ông ấy chỉ muốn vào xem tướng số, cùng ôn lại chuyện cũ với lão gia, còn khăng khăng đòi như vậy cho bằng được đó. Có loại người như vậy à? Người này là ai? Dáng vẻ ra sao? Dáng vẻ cũng bình thường thôi, nhưng tên ông ta nghe rất oai. Giang Đông Tôn Bá Phù. Tôn Sách à? Phải à, ông ấy á. Vậy còn không mau mời vô, sao còn chưa chịu đi? Thiếu gia, có điều... Còn chuyện gì nữa? Lão gia quen gặp mấy kẻ ăn xin kiểu đó, sai tôi đuổi ông ấy ra khỏi nhà rồi. Cái gì? Trời ơi, ngươi làm hỏng đại sự của Bá Ngôn rồi. Không phải đâu. Điệt thiếu gia biết tiểu nhân đuổi Tôn Sách ra khỏi nhà đã rất tức giận, cho nên tôi mới vội ra mời ông ấy quay lại. Vậy được, chúng ta mau ra ngoài tìm ông ấy. Cuối cùng cũng đã bỏ lỡ. Thiếu gia, bây giờ tính sao đây? Tôn Lang là một mãnh tướng hiếm có thời nay, bỏ lỡ ông ấy cũng là số mệnh của Lục gia chúng ta. Nếu đã như vậy, đành thôi, vào nhà đi. Dạ. Phải rồi. Chắc mẹ ta cũng đã thức. Điện thiếu gia vừa mới đến thỉnh an. Mãi lo học hành, lần này lại bị Bá Ngôn giành đến thỉnh an mẹ trước. Điện thiếu gia lớn tuổi hơn cậu, dĩ nhiên giỏi mấy chuyện này hơn cậu rồi. Sai rồi. Bá Ngôn là cháu ruột của ta, từ sau khi Quynh Tẩu mất đã theo mẹ ta gần 10 năm nay rồi, một lòng hiếu thảo, không phải chỉ là kiểu ngoài mặt. Thiếu gia, tôi sai rồi. Biết sai mà sửa cũng là chuyện tốt mà. Ngươi mau làm việc của mình đi. Dạ thiếu gia. Nhị thập tứ hiếu, dấu quýt cho mẹ. Hài nhi thỉnh an phụ thân, phụ mẫu. Ừ.
Phụ thân à, cha mẹ có chuyện gì hả? Tích Nhi, đứng lên rồi nói. Dạ. Dám hỏi phụ thân, có chuyện gì mà khiến cả nhà buồn như vậy? Là Viên Công Lộ đưa thư tới đây. Viên Công Lộ muốn khởi binh đối đầu với Tào thừa tướng? Chuyện này không thể nào. Thúc có điều chưa biết. Trong thư Viên Công Lộ uy hiếp dụ dỗ, nếu chúng ta khởi binh cứu ông ta thì Lưu Giang sẽ được yên. Còn nếu chúng ta không chịu giúp, e rằng phải trở mặt đối phó với chúng ta. Đáng ghét, sao ông ấy lại như vậy chứ? Tích Nhi, qua đây đi con. Dạ. Mẹ, mẹ à, mẹ không được khỏe, sao lại còn ra ngoài? Chuyện lớn như vậy, làm sao mẹ yên tâm nghỉ ngơi được? Cũng tại Hà Nhi không tốt khiến mẹ phải lo lắng. Khờ quá, đâu cần hốt hoảng như vậy. Mẹ à. Phu nhân. Mẹ à, để Tích Nhi lục quýt cho mẹ. Tổ mẫu, hay là để Tống Nhi đưa người về phòng nghỉ ngơi trước. Phu nhân, ta không sao. Mẹ à, mẹ ăn đi. Mẹ à, con thấy quýt có công dụng rất tốt với bệnh tình của mẹ. Con và Bá Ngôn có hái thêm một chút quýt cho mẹ nè. Lòng hiếu thảo của con thật hiếm có, nhưng chuyện của cha con quan trọng hơn. Các con đừng lo cho ta nữa. Dạ. Tích Nhi, Tốn Nhi, hai con có nghĩ ra ý nào hay không? Viên Công Lộ bản tính cứng nhắc, không biết thận trọng. Nhưng hiện giờ Viên Công Lộ đã chiếm Nam Dương nhiều giờ, binh nhiều tướng mạnh, khí thế đang cao. Giới sức của thành Lư Giang khó mà chống đỡ. Cha, Bá Ngôn nói rất có lý. Viên Công Lộ binh hùng thế mạnh. Tuy Viên Công Lộ không phải anh hùng đương thời, cộng thêm Viên Thuật không có chí lớn, nếu có thể thuyết phục ông ta, không những giúp Lưu Giang tránh nạn binh đao, còn giúp được bá tánh thoát khỏi cảnh lầm than. Đúng vậy. Từ khi Đổng Trác gây loạn thiên hạ, chiến tranh liên miên, bá tánh phải chịu muôn vàn đau khổ. Viên Thuật ép lão phu vào đường cùng, đấu đá lẫn nhau, không phải điều lão phu muốn. Nếu có kế gì tránh chuyện binh đao, thì dù lão phu có phải thịt nát xương tan, lão phu cũng sẽ làm. Tích Nhi, Tốn Nhi, Lục gia chúng ta ở Lư Giang được bá tánh xem trọng và được ca ngợi hết lời. Nếu có cảnh binh đao, e rằng... Mẹ à, tổ mẫu. Tích Nhi, cuộc đời của lão thân sinh trong loạn thế, cả đời thấy cảnh tan tan hợp hợp quá nhiều rồi. Đại tướng quân, đại tư mã, châu mục, thái thú qua lại với nhau chỉ vì danh lợi. Người này hát, người kia quạ theo, ai ai cũng theo đuổi vinh hoa. Có câu rằng một thành công là vạn xương khô. Không ai biết trong đó có bao nhiêu mồ hôi nước mắt của bá tánh. Mẹ và lão già đã già rồi, không chịu được cảnh đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không chịu nổi cảnh từng người trong nhà sinh ly tử biệt. Tổ mẫu, người yên tâm, con và Thúc Thúc sẽ nghĩ ra cách. Mẹ à, con biết mẹ lo lắng cho bá tánh, con và Bá Ngôn cũng sẽ nghĩ cách mà. Vậy đã nghĩ ra cách gì chưa? Mẹ à, hay là mẹ nghỉ ngơi trước đi, con cùng cha và Bá Ngôn sẽ cùng nhau từ từ nghĩ cách. Tích Nhi, Tốn Nhi, quỳ xuống. Dạ. Dạ. Phu nhân, chuyện này là... Thiếp có vài lời muốn nói với các con. Lão thần chỉ có một câu. Câu nói này không phải là vì Lục gia của chúng ta, mà vì Lưu Giang, vì bá tánh trong thiên hạ. Các con đều là nam nhi giai năm tấc trọng, đội trời đạp đất. Thiên hạ này, Lưu Giang này, bao nhiêu trách nhiệm đều phải do các con gánh vác. Đào binh là những thứ hung tàn, dù các con không màng đến thân mình thì cũng phải nghĩ đến bá tánh thành Lưu Giang của chúng ta. Đánh đánh giết giết lẫn nhau như vậy không đúng với đạo làm người. Lão thần biết rõ các con đều hiếu thuận, nếu đã hiếu thì phải đại hiếu. Hãy nghĩ nhiều cho bá tánh Lư Giang, nghĩ nhiều cho bá tánh trong thiên hạ. Dạ. Dạ. Phu nhân à, bà về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ừ.
Lục phủ. Tổ phụ, thúc phụ, nếu Diên Thuật khăng khăng muốn thảo phạt chúng ta thì chúng ta nên sớm chỉnh tề binh mã. Tuy sức của thành Lư Giang không mạnh bằng Diên Thuật, nhưng có thể chúng ta cùng chung lòng thù và trận chiến này chúng ta chưa chắc đã thua. Nhưng lúc nãy tổ mẫu con đã nói rồi, trận chiến này chúng ta không thể đánh. Nhưng lo xa cũng đâu có gì gọi là thừa. Cha, Bán Nguồn nói rất có lý. Điều binh lên kế, rồi đánh thảo phạt, sau đó công thành. Chúng ta cứ sẵn sàng cho cuộc chiến, để Diên Thuật có chút kiên dè. Rồi sai sứ giả phân tích lợi hại, trong lòng Diên Thuật ác sẽ lung lay. Rồi chúng ta thuyết phục các chư hầu khác, nếu còn không được sẽ tìm cách thêm. Sai sứ giả phân tích lợi hại, ý đó không tệ. Nhưng mà chúng ta nên sai ai đi? Bá Ngôn bất tài, nguyện gì bá tánh Lư Giang xin đi chuyến này. Con đi à? Cha, Diên Thuật ngưỡng mộ Lục Tốn đã lâu, thuyết phục được thì tốt, còn nếu như không được, bị Diên Thuật giữ lại thọ xuân thì hậu quả sẽ rất khó lường. Vậy theo con phải làm sao? Cha, con đi chung với cha. Chúng ta đi à? Không được đâu thúc. Lục Tốn là con cháu ở đầu trong nhà, trong nhà có chuyện cần phải đứng ra gánh vác, đâu thể để hai người lao vào nguy hiểm. Bán Ngôn đừng quá lo lắng, ta đảm bảo không sao. Được rồi. Cha, con sẽ tự có cách. Mẹ à, con rửa chân cho mẹ. Mẹ à, nước có nóng quá không? Không đâu. Mẹ à, xong rồi đó. Tích Nhi, hôm nay sắc mặt con lạ lắm. Hả? Đâu có gì đâu, con vẫn ổn mà. Hiểu con nhất là mẹ, con đừng có vòng vo với mẹ nữa, có chuyện gì con nói đi. Không có thiệt mà. Vẫn là mẹ hiểu con nhất. Dĩ nhiên rồi. Mẹ à, chuyện là vậy, con cùng cha và Bá Ngôn có bàn bạc cùng nhau, con và cha sẽ đi thuyết phục. Không được. Mẹ à. Tích Nhi, Tốn Nhi mất cha đã lâu rồi, mẹ chỉ còn mỗi đứa con trai là con mà thôi. Nếu lần này con có mệnh hệ gì thì mẹ sống làm sao đây? Mẹ à, mẹ đã trải qua một lần nỗi đau người đầu bạc tiếng kẻ đầu xanh. Không lẽ con... Mẹ à, những lời mẹ dặn dò ở sảnh đường khiến Tích Nhi vô cùng cảm động. Không lẽ giờ chuyện xảy ra với Hài Nhi thì mẹ lại lo trước lo sau sao? Qua đây, ngồi xuống. Không phải mẹ không cho con đi, mẹ đau lòng vì tuổi con còn nhỏ, còn viên đại tướng quân từ lâu có tiếng là lòng dạ hẹp hòi. Nếu như lần này mà xảy ra mệnh hệ gì, mẹ làm sao mà sống nổi đây? Mẹ à, con cũng biết ca ca và tổ tổ mất sớm, để lại con và Bá Ngôn vui đùa sớm hơn bên cạnh mẹ đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nhưng mà mẹ à, ngoài Lư Giang này ra còn có 9 châu khác nữa, biết bao nhiêu gia đình cũng giống như chúng ta, cũng rơi vào cảnh chiến tranh liên miên, mẹ con xa lìa, họ cũng có cha mẹ của mình mà. Được rồi, con của mẹ, con đã lo cho thiên hạ như vậy, mẹ cũng không còn gì để nói. Mẹ ủng hộ con, con cứ làm đi. Chỉ cần là lời nói của con có thể cứu được một sinh mạng,
không uổng công sinh con ra. Nếu như cứu được nhiều sinh mạng, mẹ cũng thấy lòng được an ủi. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, Tích Nhi sẽ còn ở bên mẹ nhiều năm nữa, cho nên mẹ cứ yên tâm chờ con trở về. Được, mẹ sẽ chờ. Mẹ sẽ chờ con về trả hiếu cho mẹ. Mẹ à, con lột quýt cho mẹ ăn nha. Mẹ, mẹ à, sức khỏe của mẹ không tốt, mẹ hãy nên nghỉ ngơi đi. Được. Mẹ à, mẹ nằm xuống đi. Tích Nhi đắp mền cho mẹ. Điện thiếu gia, bên ngoài sa mã và hành lý đã sẵn sàng. Ta biết rồi, người lùi xuống đi. Dạ. Tốn Nhi. Tổ phụ, thúc phụ, sa mã hành lý đã sẵn sàng ở ngoài cửa. Tốt. Tốn Nhi, ta và Tích Nhi phải đi đây. Tổ mẫu và Lưu Giang, ta giao lại cho con. Gia gia và thúc phụ yên tâm, Tổ Nhi hứa hoàn thành sứ mạng. Bá Ngôn, con có lời gì muốn nhắn lại với bá phụ tướng quân? Hả? Không để hiện giờ Tôn tướng quân cũng đang ở phủ Diên tướng quân sao? Đúng vậy, Tôn tướng quân không hữu dụng được cho ta, quá là một điều đáng tiếc. Nhưng mà ông ấy cũng gửi lời thăm hỏi hai con. Theo lão phù thấy, Tôn tướng quân không phải là người thích ở lâu một chỗ. Sau này công lao của ông ấy chắc chắn sẽ cao hơn cả hai con. Vậy cho nên, phụ thân mới sai người âm thầm liên lạc, chuẩn bị cho lúc cần thiết sau này. Không lẽ tổ phụ đã sắp sẵn mọi thứ? À, không hẳn. Chắc chắn là Tôn tướng quân sau này sẽ quyền cao chức trọng. Chúng ta cần phải nắm chắc tình hình, cố gắng hết sức. Cha, bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi. Được rồi. Tốn Nhi, chăm sóc tốt cho tổ mẫu, ta phải đi đây. Phủ tướng quân. Phu nhân, hôm nay cho hai nàng nếm thử món đặc biệt ta cho người làm riêng cho hai nàng. Nè, đón rượu. Mời phu nhân. Tôn quân, thái thú Lưu Giang Lục Khang viếng thăm. Ồ, ta đang muốn thu phục hắn. Hắn đến làm gì? Tiểu nhân không biết. Hắn đem đến bao nhiêu binh mã? Dạ hai người, Lục Khang và Lục Tích con trai ông ta. Lục Tích chỉ là trẻ con, tới đây làm được gì? Người đi bắt hai cha con họ, giam vào nhà lao, để ta lấy được Lưu Giang rồi đỉnh đoạt sau. Rõ, tướng quân. Khoan, chủ công, xin ngài nghĩ lại. Ngươi có gì muốn nói? Chủ công, hai người này đến đây ý đồ không tốt. Đúng vậy, thái thú Lưu Giang Lục Khang là đại tộc Lưu Giang, đã ở đó mấy trăm năm rồi. Danh tiếng của họ ở Lưu Giang không ai có thể sánh kịp. Tướng quân, thiếp còn nghe nói Lục Tích con trai của ông ấy là thần đồng đương thế. Nếu tướng quân muốn xưng vương phía nam, với hai người này ngài nên có sự chuẩn bị. Nào, tất cả cùng uống ly này. Đa tạ chủ công. Thái thú Lưu Giang Lục Khang
tham kiến đại tướng quân. Lục Tích, con trai thái thú Lưu Giang Lục Khang, tham kiến đại tướng quân. Lục Tích, chỉ là một thiếu niên cũng dám đến dự tiệc mừng của bổn tướng quân sao? Người đáng hả? Dám hỏi đại tướng quân, tiểu nhân có gì mà không đáng chứ? Tụ họp ở nơi đây đều là anh hùng tứ phương, người có bằng lệnh gì? Tiểu nhân nghe danh đại tướng quân đã lâu, nên mượn bữa tiệc này để được đến gặp mặt tướng quân. Ngươi đúng là rất biết ăn nói, xem ra bữa tiệc hôm nay nên có chỗ cho ngươi rồi. Đa tạ đại tướng quân. Vậy thì vào ngồi đi. Nào, các vị ăn tự nhiên, uống thoải mái. Chủ công, ngài yên tâm, tôi đã chuẩn bị sẵn giáp sĩ. Nếu cha con Lục Khang không theo, chủ công cứ tỏ quy lực, chúng ta nắm chắc trong tay. Ta biết rồi. Nào, hôm nay hiếm khi quần hùng tụ hội, các vị mời cạn ly. Mời đại dương. Chủ công, tôi xin phép lui xuống trước. Được. Lui xuống hết đi. Dạ, chúng tôi cáo lui. Nè, lấy ít quýt cho Lục thái thú đi. Dạ. Cha, bữa tiệc tàn rồi, chúng ta phải làm sao? Những gì nên nói chúng ta đã nói rồi. Cha, hay là chúng ta tùy cơ ứng biến. Tích Nhi, con theo cha qua đây. Dạ. Đại tướng quân, nếu như không còn chuyện gì, Lục Khang xin cáo lui trước. Lục thái thú dừng bước. Tướng quân có gì không? Lục thái thú, ta sai người đưa thư cho ngài, hình như ngài vẫn chưa hồi âm cho ta. Tướng quân, xin tha cho Lục Khang, không thể đồng ý. Cái gì? Lục Khang không thể đồng ý thỉnh cầu của tướng quân. Lục thái thú, thiên hạ hăng thất suy yếu, sao đây dường không tỏ rạn? Bổn tướng quân mời ngài cùng khởi binh, mở rộng bờ cõi, kế thừa giang sơn hăng thất. Đây là việc tốt để cho ngài có thể tích đức cho con cháu. Ngài hãy nghĩ cho kỹ đi. Tướng quân minh xét, tôi không màng vị thế hay là chính trị. Tướng quân tuy thuộc dòng dõi danh môn bốn đời Tam Tông, nhưng cũng chỉ trấn thủ một quận Nhữ Nam mà thôi, lại ở đây tranh luận chuyện miếu đường. Động trác gây loạn triều Hán, Dương Tư Đồ có nói, cũng may có tài của Y Doãn Hoắc Hoàng. Không có tài của Y Doãn Hoắc Hoàng, lời của tướng quân sẽ bị coi là phản nghịch. Lục Khang, người đúng là to gan. Tướng quân bớt giận. Đúng là con nít mà. Người đến phủ ta làm khách, vậy mà lại lấy trộm quýt. Lý do là tại sao? Lục Tích muốn đem quýt này về cho gia mẫu ăn thử. Tích Nhi, con định làm gì? Không sao đâu. Gia mẫu bị bệnh, cần phải thường xuyên dùng quýt để nhuận trường bổ phế. Lúc nãy Lục Tích thấy quýt mà tướng quân dùng đãi khách rất là ngon, nên định đem vài trái về cho gia mẫu dùng thử. Chỉ là đứa con nít, ngươi có biết là hôm nay ta mở tiệc để làm gì hay không? Muốn mở thì mở, nổi giận hay ban ơn đều do tướng quân. Lựa chọn thế nào là chuyện của tướng quân. Tích Nhi, sao con có thể nói với tướng quân như vậy? Thân phụ đại nhân, những gì hài nhi vừa nói đều là sự thật. Nói vậy là sao? Tướng quân, chắc ngài cũng biết công dụng của trái quýt chứ? Dĩ nhiên người nói, nhuận trường bổ phế. Vậy mời tướng quân xem qua, trái quýt này có lớn không? Quýt hoài năm to trái,
nổi tiếng khắp thiên hạ. Vậy nó có lớn như thanh danh của tướng quân hay không? Đỏ gan, ngươi muốn chết sao? Tích gì? Còn muốn hại chết cha sao? Lục Tích, ngươi phải nói cho rõ ràng. Nếu ngươi không nói rõ, đừng trách kiếm của bổn tướng quân vô tình. Mời tướng quân xem, quýt này tuy lớn nhưng lại dễ tách. Tướng quân dùng hơn 10 vạn quân tới Nam Dương, nhưng tướng quân lại không biết hơn 10 vạn binh sĩ này có đồng lòng với tướng quân hay không. Cũng như trái quýt này vậy, được kết lại từ nhiều mối nhưng lại dễ tách ra. Quy danh tướng quân tuy lớn nhưng không có tài cầm quân, chỉ thống soái hạng lỗ mãng nhãi nhép. Còn Lưu Giang tôi tuy yếu thế nhưng lại có được danh tiếng hàng trăm năm của Lục gia. Chỉ cần phụ thân tôi hô lên một tiếng là dân chúng trong vùng kéo tới đông nghẹt. Tướng quân một trận phá được Lưu Giang thì tốt, nhưng nếu bị quân tôi kìm hãm thì tướng quân nghĩ kết quả sẽ như thế nào? Nhóc con ăn nói ngông cuồng, thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng, tướng quân tự mình suy nghĩ. To gan! Khoan! Lục Tích, quýt này người đem cho mẫu thân thật hay là cố tình chỉ trích bổn tướng quân đây? Lục Tích một tấm lòng thành, thật sự muốn đem quýt về cho mẫu thân. Cậu bé Lục Tích, người quả là đứa con hiếu thảo. Lục thái thú, chúc mừng ngươi đã có đứa con ngoan. Tướng quân, tiểu tử không hiểu quy tắc, mong tướng quân lượng thứ cho. Lục Tích vẫn còn điều muốn nói, mong tướng quân cho phép. Nói đi. Tướng quân làm việc không có chủ kiến, dễ bị xung quanh lung lạc. Suy cho cùng tướng quân là người làm đại sự, xin tướng quân suy xét kỹ mọi chuyện trước khi làm. Cần làm không làm sẽ thêm rắc rối. Ta nhớ lấy lời ngươi rồi. Tiễn khách. Tướng quân. Tiễn khách. Mai. Đại tướng quân, chúng tôi cáo từ. Phu nhân, hôm nay thời tiết thật tuyệt. Nè, mời. Chủ công. Chủ công. Chuyện gì nữa đây? Chủ công, cơ hội diệt Lương Giang đã đến. Cái gì? Mời chủ công xem. Chủ công, Tôn Sách, Tôn Bá Phù dân thư muốn mượn 3.000 quân để trở về Giang Đông trả thù cho cha, dùng Ngọc Tỷ truyền quốc làm tin. Từ lâu thiếp đã nói, Diên thị chúng ta xuất thân từ họ Trần, Hán Thất suy yếu, thay quyền làm vua thiên hạ, chắc chắn là Diên gia chúng ta. Phải đó tướng quân, Ngọc Tỷ này không mời mà đến, nó chẳng phải đúng với ý của tướng quân sao? Diên Thuật dẫn sai quân tấn công thành Lưu Giang, dưới sự che chở của Tôn Sách, Lục gia về Giang Nam ẩn cư. Tổ Nhi xin thỉnh an tổ mẫu và thúc thúc. Đứng lên đi. Tạ tổ mẫu. Mẹ à, ăn quýt đi. Tổ Nhi, tổ mẫu nói với con rất nhiều lần rồi, con nên ra ngoài tìm ít việc mà làm. Tổ mẫu, thiên hạ đang trong thời binh loạn, Tổ Nhi không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở lại đây với tổ mẫu và thúc thúc. Con nói lung tung cái gì vậy? Tôn tướng quân đã mời con nhiều lần rồi, người ta mời rất thành tâm. Phải đó bán ngôn mà, sao con không đồng ý? Tổ mẫu, người quên rồi sao? Nhà chúng ta đã bị chính Tôn Sách phá hủy. Nhưng mà nếu không có họ, chúng ta đâu có sống đến ngày hôm nay. Tổ mẫu, gia đình chúng ta và ông ấy có quá nhiều hiềm khích, giờ con qua giúp ông ấy, ông ấy có tin con không? Tích Nhi, Tố Nhi, hai con quỳ xuống. Dạ. Dạ. Ta có vài lời muốn nói với hai con. Xin tổ mẫu thân chỉ dạy. Gia đình chúng ta bị ai phá hủy không quan trọng, nhưng mà từ khi Tôn tướng quân nhất thống Giang Đông, bọn giặc phỉ gây rối giảm hẳn đúng không? Cuộc sống của bá tánh tốt hơn đúng không? Tôn tướng quân có bản lĩnh, có tài năng, ai ai cũng biết. Giang Đông do ông ấy thống trị luôn được ấm êm là nhờ đức của ông ấy.
thế nào là đức. Với những người xung quanh con, những gì giúp được thì cứ giúp, những gì làm được thì cứ làm. Bá tánh gặp thời loạn đã khổ lắm rồi, ai không muốn có một nơi để an cư lạc nghiệp. Tôn tướng quân đã làm những gì có thể, ông ấy có đức. Còn các con, chỉ nhớ thù hận của mình, chỉ nhớ đau khổ mà người khác đem lại cho các con, suốt ngày chỉ muốn báo thù, để nó chiếm hết tâm trí, cha con, gia gia con cũng có sống lại được không? Không thể sống lại được. Các con học sách thánh hiền thì phải đi làm chuyện đại sự. Thế nào là đại sự? Lấy cái đức làm trọng. Trong chữ hiếu gồm có chữ hiếu và chữ văn. Có hiếu thì mới có đức, có đức thì mới có hiếu. Bỏ thù hận xuống, tiến xa ngàn dặm, đó mới là nhìn xa trông rộng. Ta mong các con sau này biết nhìn xa trông rộng hơn. Dạ. Dạ. Lục Tốn, Lục Tích trước sau phò tá Tôn Quyền ở Giang Đông, và Lưu Tốn cháu của Lưu Tích chính là Bạch Ti thư sinh Lục Tốn, người đã thiêu đốt doanh trại mấy trăm dặm. Sau khi Lục Tích khôn lớn, biết nhiều kiến thức, thông hiểu thi gian toán số, từng làm Hỗn Thiên Đồ, ghi chú kim dịch, viết sách Thái Quyền Kinh Chú. Thank you.
Thank you.